Hành động của ông Trump sau khi bị bắn ở buổi vận động khiến đám đông hô vang một từ. Các thành viên của đảng Cộng Hòa đã ngay lập tức chia sẻ những bức ảnh chụp cựu Tổng thống Trump đang giơ nắm đấm lên trời với một phía mặt bị chảy máu. Ông Trump đã vội vã rời khỏi cuộc vận động tranh cử sau khi có tiếng súng rõ ràng vang lên. Hình ảnh và video được ghi lại tại sự kiện cho thấy các vết máu chảy trên mặt ông khi ông giơ nắm đấm lên trời. 6 phút sau bài phát biểu tại một cuộc vận động ngoài trời ở Butler, Pennsylvania, một loạt tiếng bốp vang lên, ông Trump lập tức ôm lấy tay phải, nhìn vết máu trên tay rồi nhanh chóng ngã xuống sau buổi phát biểu. Các nhân viên mật vụ nhanh chóng chạy lên sân khấu và vây quanh ông. Các nhân viên thực thi pháp luật khác được trang bị súng trường cũng chạy lên sân khấu. Sau đó có một loạt tiếng súng thứ hai. Các nhân viên mật vụ đã giữ ông Trump nằm trên mặt đất trong khoảng 25 giây. Có tiếng ai đó hét lên, kẻ nổ súng đã bị hạ. Một người khác hét lên, di chuyển, trong khi đám đông tiếp tục la hét. Hãy để tôi lấy giày. Để tôi lấy giày, ông Trump nói khi các đặc vụ đưa ông ra khỏi hiện trường. Sau đó ông nói, đợi đã, đợi đã, đợi đã. Trước khi bắt đầu đưa nắm đấm lên không trung, ông Trump tiếp tục giơ nắm đấm và hướng về phía đám đông, miệng hô, đấu tranh. Nhiều người trong đám đông bắt đầu hô vang, nước Mỹ, nước Mỹ. Khi các nhân viên mật vụ đưa ông đến một chiếc SUV màu đen gần đó, ông Trump vẫn tiếp tục giơ nắm đấm, khiến nhiều người hô vang, nước Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã lên án vụ việc này và nói, không có chỗ cho kiểu bạo lực này ở nước Mỹ. Chúng tôi không thể tha thứ cho điều này. Phó Tổng thống Kamala Harris nói, tất cả chúng ta phải lên án hành động ghê tởm này và đảm bảo rằng nó không dẫn đến thêm bạo lực. Donald Trump Jr., con trai cựu Tổng thống, nói với ABC News rằng ông Trump có tinh thần ổn định, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ không bao giờ dừng lại. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.